Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Suprene được sản xuất tại Baxter. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Suprane cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Suprane Desflurane đến 100% năm trên năm 240ml Dạng bào chế Thuốc mê bay hơi, chất lỏng dùng để hít Công dụng và chỉ định của thuốc Suprain. Suprane e DESFLURANE USP được chỉ định như một tác nhân hít phải cho cảm ứng và trên hoặc bảo dưỡng gây mê cho bệnh nhân nội trú và phẫu thuật ngoại trú ở người lớn. SUPRANE là không nên dùng cho cảm ứng của gây mê ở bệnh nhân trẻ em vì một tỷ lệ cao trung bình đến nặng đường hô hấp trên sự kiện bất lợi, xem thông tin an toàn. Sau khi cảm ứng của gây mê với các tác nhân khác ngoài SUPRANE và đặt nội khí quản, SUPRANE được chỉ định để bảo trì của gây mê ở trẻ sơ sinh và trẻ em. SUPRANE nên được dùng chỉ bởi người được đào tạo trong sự quản lý của gây mê toàn thân, bằng cách sử dụng một vaporizer thiết kế đặc biệt và được chỉ định để sử dụng với desflurane. Các tiện nghi để duy trì một đường hàng không bằng sáng chế, thông gió nhân tạo, làm giàu oxy và hồi sức tuần hoàn phải được ngay lập tức có sẵn. Hạ huyết áp và tăng ức chế hô hấp như gây mê được đào sâu. Chống chỉ định khi dùng thuốc Supren Bệnh nhân bị chồng chỉ định với các thuốc gây mê toàn thân. Bệnh nhân mẫn cảm với các dẫn xuất halogen. Bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ có nhạy cảm do di truyền với chứng sốt cao ác tính. Có tiền sử viêm gan do thuốc gây mê halogen đường hô hấp hoặc có tiền sử rối loạn chức năng gan trung bình đến nặng không giải thích, được, ví dụ vàng da kết hợp với sốt và trên hoặc tăng bạch cầu ưa iosin sau khi gây mê với một thuốc gây mê đường hô hấp dẫn xuất halogen. Desflurane chứng chỉ định trong khởi mê bằng mặt nạ trên bệnh nhân nhi liều dùng và cách dùng thuốc Supren. Thuốc được chỉ định sử dụng theo đường tiêm truyền. Liều dùng. Vấn đề có sử dụng thuốc tiền mê hay không và sự chọn lựa các loại thuốc tiền mê nên được cá thể hóa trên từng bệnh nhân. Trong các nghiên cứu lâm sàng, bệnh nhân được chỉ định gây mê với desflurane thường được nhận thuốc tiền mê đường tĩnh mạch như các thuốc họ á phiện opioid và trên hoặc benzodiazepine. Khởi mê ở người lớn. Vài trường hợp được tiền mê với opioid và thường bắt đầu với nồng độ desflurane 3% và tăng dẫn từ 0,5 đến 1% moi 2 đến 3 nhịp thế. Nồng độ SUPRANE desflurane USP 4 đến 11% cuối kỳ thở ra kết hợp hay không kết hợp với N2O sẽ làm bệnh nhân mê trong vòng 2 đến 4 phút. Khi desflurane được thử nghiệm như thuốc khởi mê đầu tiên, tác động gây kích thích ở đường hô hấp trên xuất hiện. Duy trì mê, độ mê phẫu thuật ở người lớn có thể được duy trì ở nồng độ 2,5 đến 8,5% SUPRANE, desflurane, USP, kết hợp hay không kết hợp với nitro oxit. Ở trẻ nhỏ, độ mê phẫu thuật được duy trì ở nồng độ 5,2 đến 10% SUPRANE, desflurane, USP, kết hợp hay không kết hợp với nitro -oxid. Mặc dù nồng độ cuối thì thở ra lên đến 18% đã được chỉ định khi sử dụng gây mê trong thời gian ngắn. Nếu cần phải chỉ định mê ở nồng độ cao hơn cùng với nitro oxit thì cần thiết là phải đảm bảo hỗn hợp khí hít vào chứa tối thiểu 25% oxy. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Supren. Tham khảo thêm thông tin từ bác sĩ, dược sĩ. Tác dụng phụ của thuốc Supren. Rối loạn hệ thống máu và bạch huyết, rối loạn đông máu. Rối loạn trao đổi chất và dinh dưỡng, tăng kali huyết, giảm kali huyết, nhiễm toan chuyển hóa dối loạn thần kinh co giật dối loạn thị giác vàng mắt dối loạn tim mạch ngừng tim xoắn đỉnh suy thất giảm động dung nhĩ do dối loạn vận mạch cao huyết áp ác tính xuất huyết hạ huyết áp sốc dối loạn hô hấp lông ngực và trung thất ngừng thở suy hô hấp co thắt phế quản ho ra máu dối loạn tiêu hóa viêm tụy cấp tính đau bụng rối loạn gan mật suy gan hoại tử gan, viêm gan, tiêu tế bào gan, ứ mật, vàng da, chức năng gan bất thường, rối loạn gan, rối loạn da và mô dưới da, mày đay, ban đỏ. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Suprain, đồng thời biết cách sử dụng Suprain sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham